là thưởng là đầu năm mới là mỗi đơn đặt thành công từ 300.000 là anh em sẽ được trả nhá, thưởng cao nhất là lên tới 1 tỷ 8 luôn đấy anh em ạ. Khá là ngon lành cảnh đạo. Và ở trong con game iWin này nó có thêm cái trò đó là đá gà anh em nhé, anh em nào yêu thích cái bộ môn này anh em có thể tham gia nha anh em ơi. Và hôm nay với 2 triệu chín của mình thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi mini game, đó là cái trò chơi mini game nha anh em thấy đây, và cái trò chơi poker anh em nhé. Để hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kiếm tiền trên con game lật bài này. Cách đơn giản nhất là lúc đầu thì mình sẽ đi dạo đã đấy, mình chỉ chơi bên đen và bên đỏ thôi, và mình sẽ chơi với 1.000 đồng thôi đó. Em test xem là cái cầu nó như nào, nếu mà cái cầu nó ổn mình cảm thấy ok bắt đầu là để chiến đấu nha anh em ơi. Rồi còn nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao mà không chọn dưới với trên, thì định luôn là dưới với trên thì sẽ không bao giờ lợi và hiệu quả như ở bên đen cả bên đỏ này đâu anh em nhé. Rồi ok bây giờ mình test thêm một tầm 2 lần cầu nữa. Đâu rồi sao bây giờ là lên tầm, bây giờ số vốn của mình là tương đương với 3 triệu đi, để chơi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để lên khoảng tầm 5 triệu anh em nhé. Rồi phát đầu tiên 300k này, thật ra phát đầu tiên là ra bên ca bích anh phải chịu thôi. 2 lần xui quá, xui quá, xui quá, 3 lần tham ba bận cho anh em, 4 lần luôn này, ui thật, 5 lần này, ui ôi chuỗi 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 đen này, ui ôi chuỗi đen rồi, đen rồi, ok anh em không sao cả, kéo lại một tay anh em ạ, kéo lại được một tay anh em nhé, nhận được 1.100.000 nhá. Thì bây giờ mình sẽ để sang bên đen, ok lại lên tiếp được 2.167.000 rồi. Thì chủ yếu là anh em chơi anh em không hiểu biết thì nó sẽ dễ mất tiền, nhưng khi mà anh em hiểu rồi thì mình sẽ hiểu được rồi, mà mình sẽ chơi mình sẽ nhận được nhiều tiền thêm nhé. Bây giờ mình đã chơi được lời khoảng tầm là 2.117.000 rồi, bây giờ mình sẽ nhận tiếp tục này, và bây giờ mình lên 3 triệu này, thua mấy ván ấy, thua mấy ván gỡ lại một tay con lành nhưng mà cánh đào mà anh em. Rồi ok phát này thì lên được 1.000.000. Còn nếu mà anh em mà chơi mà không hiểu biết thì anh em có thể là lựa chọn ăn lon, chọn một lần đúng thì anh em ăn lon thôi đấy, chọn một lần đúng là anh em nhận thôi đó. Ok mình thua mấy tay giờ, bây giờ mình đã lời lên khoảng tầm là 3 triệu 8 rồi, khá là mượt mà. Tay này sang đen này, anh phải vậy, nó sang đỏ thì anh phải vậy, tiếp tục đỏ này, ok để tiếp bên đỏ này, ngon lành lên 1.200.000 nữa này, quá ngon lành lên 1.400.000 rồi anh em nhá. Đấy nếu mà anh em chơi hiểu biết, còn nếu mà bạn nào mà chưa tìm hiểu về bên đen với bên đỏ thì các bạn phải tìm hiểu đi, nó hiểu biết nha anh em nhé. Rồi thì trường hợp mà chọn đen với chọn đỏ thì tại sao nó lời hơn, mình nhận cái này xong rồi mình sẽ giải thích cho anh em nhé. Bây giờ mình, ví dụ với 100k đi, đây nó sẽ có kết quả này, rất chi là khó để anh em lựa chọn lá bài sau là cơ rô hay là bích tép, thì quy ra anh em chọn đen cả đỏ thì hiệu quả hơn. Và tại sao nó sẽ hiệu quả hơn anh em nhìn xem nhé, tất nhiên là để mà ra được anh em chọn được trên nó ra con gì, con quy, con can áp ăn sẽ là ăn 3.12, nhưng mà là trường hợp đấy nó ra rất khó, thế nên nó để tỷ lệ rất cao, nhưng mà để tỷ lệ bên dưới là 1.56 này đấy, thì nó sẽ dễ về hơn. Nhưng mà so anh em xem, anh em so giúp mình này, một bên anh em chọn đỏ thì là 1.9, một bên anh em chọn đen thì là 2 đó, em thấy nhìn cái hiệu quả là ok hơn. Và cách nữa mà khi mà anh em chơi đỏ cái chơi đen thì nó sẽ hiệu quả hơn, đó là khi mà lật ra một cái lá bài tiếp theo là số 10 nữa, anh em chọn dưới với chọn trên đều là thua, thì anh em có chọn đỏ với đen thì là anh em thắng thôi. Rồi ok xong, hướng dẫn cho anh em ngon lành cái nào đấy, lật lên phát 1.99 ăn luôn 99.000, quá tuyệt vời, phát này thì nhận luôn anh em ạ, kéo lên cho anh em khoảng tầm 15M là mình từng là hợp lý anh em ạ. Rồi ok anh em nhá, vẫn tiếp tục này, này ra đỏ đi, à bên đen này hơi xui anh em ạ, anh phải chịu anh em ơi. Đấy là mình khuyên anh em là nếu mà anh em chơi mà anh em hiểu biết rồi ấy, thì anh em có thể là chơi nhận một lần được luôn đấy, chơi mạnh mẽ gấp thêm lên. Rồi và nhẹ nhàng tình cảm này mình đã hướng dẫn cho anh em chi tiết cách để mà chơi con game lật bài thường iWin, và bây giờ mình đã chốt lời cho anh em 5 triệu, thì bây giờ mình sẽ ra rút tiền anh em nhé. Rồi ok mạng đợt này quang nó hơi đứt cả, thì mình rút ra với khoảng tầm 2 triệu anh em ạ, vời luôn anh em ơi. Rồi tất cả 2 triệu thôi anh em, triệu là được rồi, okay, còn để lại mình chơi tiếp anh em nhé. Ok và video đến đây của mình là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo, và đừng quên bấm like share giúp để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Bye bye anh em.